Chào mừng bạn đến với Hạ Long Pay để giúp bạn chuyển tiền bằng Hạ Long Pay một cách dễ dàng, nhanh chóng hơn. Hãy tham khảo hướng dẫn sau đây. Sau khi nạp tiền thành công vào tài khoản, bạn có thể bắt đầu chuyển tiền cho bạn bè, người thân ở Việt Nam hoặc các quốc gia trong khu vực kinh tế châu Âu. Đầu tiên, bạn hãy đăng nhập vào tài khoản Hạ Long Pay bằng số điện thoại mà bạn đã dùng để đăng ký tài khoản cùng với mật khẩu chính xác. Sau khi vào màn hình chính, bạn nhấn vào nút gửi phía dưới ứng dụng. Bạn có thể bắt đầu gửi tiền như sau. Bạn ấn vào nút gửi tiền màu vàng phía trên mục người nhận các lựa chọn chuyển tiền sẽ hiện ra. Bạn hãy chọn gửi tiền về tài khoản Hạ Long Pay nếu người nhận đã dùng số điện thoại để đăng ký tài khoản Hạ Long Pay để chuyển tiền về thẳng tài khoản Hạ Long Pay của họ. Bạn điền số tiền cần gửi, bấm vào biểu tượng lá cờ để chọn mã quốc gia của người nhận, ví dụ ở Cộng hòa Séc là cộng 4, 2, không và nhập số điện thoại của họ. Người dùng có thể nhập thủ công hoặc nhấn vào biểu tượng danh bạ điện thoại bên cạnh để chuyển đến danh bạ điện thoại và chọn số điện thoại sẵn có từ danh bạ. Xin lưu ý, số điện thoại bạn tìm phải chính xác với số điện thoại họ đã dùng để đăng ký hạn Long Pay, sau đó bạn ấn nút gửi. Nếu người nhận đã dùng số điện thoại đăng ký hạn Long Pay, sau khi tìm kiếm, bạn sẽ thấy một màn hình xác nhận hiện ra với tài khoản của họ tự động hiển thị với tên người dùng và số điện thoại. Bạn ấn vào nút xác nhận để tiếp tục. Để xác thực giao dịch, bạn ấn OK. Sau đó, bạn ấn Confirm để xác nhận. Nếu muốn hủy giao dịch, bạn ấn nút Tích Like. Bạn cần xác thực giao dịch bằng mật mã gồm 6 chữ số mà bạn đã tạo trước đó khi đăng ký tài khoản và tiếp tục nhập mã OTP được gửi về số điện thoại của bạn vào ô xác nhận giao dịch. Bạn có thể chọn thêm xác thực vân tay để đảm bảo bảo mật cho giao dịch bằng cách ấn vào nút S trên màn hình, nhấn nút Complete để hoàn tất việc chuyển tiền. Tiền sẽ được gửi thẳng tới tài khoản ngân hàng của người nhận và trừ vào số dư tài khoản Hạ Long Pay của bạn. Bạn có thể vào lịch sử giao dịch trong ứng dụng Hạ Long Pay để kiểm tra lại các giao dịch cũ. Chúc bạn có một trải nghiệm gửi tiền vui vẻ cùng Hạ Long Pay.